Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 6 tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3, tên quốc tế là Iagi, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10, cấp 12, giật trên cấp 13, cấp 14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền. Khả năng bão gây gió mạnh và mưa lớn diện rộng trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 10 năm qua, có nguy cơ ảnh hưởng đến tỉnh Hưng Yên. Để chủ động ứng phó với bão, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2024 với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em, người già và các đối tượng yếu thế. Hoãn các cuộc họp không thật cấp bách để tập trung ứng phó với cơn bão số 3, chỉ đạo rà soát, xác định các khu vực, địa điểm sản xuất, nơi ở dân cư, các công trình thủy lợi, đê điều có nguy cơ mất an toàn để chủ động có giải pháp phòng, chống và ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo đảm vận hành có hiệu quả hệ thống thủy lợi, kênh mương, trạm bơm và các cống tiêu thoát nước, không để ngập úng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, doanh nghiệp do mưa lớn trong và sau bão. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, lơ là, chủ quan, chậm triển khai các biện pháp ứng phó với bão, lũ, xử lý nghiêm các chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè, không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng trong phòng chống bão lũ. Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong và sau bão, nhất là trụ sở, các cơ quan đảng, nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thời lượng, mở các chuyên trang chuyên mục thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biến của cơn bão số 3 để người dân, các tổ chức doanh nghiệp biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.